Ok, chào mình em trở lại channel của anh Minh Kiều nha. Thì con cà rốt đây anh em ơi, ở Việt Nam chỉ còn khoảng 3 ngày nữa sẽ ra mắt anh em ạ. Lúc đấy tôi sẽ gửi cho anh em bộ review kỹ năng chi tiết và em siêu tướng cà rốt này anh em nhá. Ok, còn hôm nay là chúng ta sẽ đến với series là tôi sẽ test con thủy sư đô đốc Akanu anh em ạ. Thì đầu tuần là chúng ta sẽ bắt đầu đi nhập cốt tuần này anh em ơi. Đây nha, chúng ta nhập cốt tuần nha anh em nha. Nhớ nhập cốt tuần. Phần thưởng là cực kỳ hấp dẫn này, 200 kim cương 1. Vé chiêu mộ có cấp 300k belly và 10 mảnh 5 sao này. Ui, quá ngon là xem vào Việt Nam. Mỗi tuần đều có cái này à. Xem vào EU và xem vào khựa thì tôi chưa thấy anh em ạ. Xem vào khựa không biết có không, nhưng xem vào EU là cái món cốt này là không bao giờ có anh em nhá. Ok. Chúng ta cùng trở lại với qua mới xem vào EU một chút này. Xem vào EU thì vẫn chưa có cái gì gọi là đặc sắc anh em ạ. Thì con ác của em CS Hoàng thì vẫn vậy thôi. Vẫn đang trên con đường trở thành vua hải tặc của mình anh em ạ. Thì hôm qua thằng cu em cũng may mắn là đã lọt vào vòng đã lọt vào top 8 thằng mạnh nhất ạ. Đây may mắn lọt vào top 8 thằng mạnh nhất này. Thì hôm nay là cũng thực sự là thứ hai anh em ạ. Các trận đấu vẫn chưa khởi tranh anh em nhá. Nên là tôi chưa thể gửi đến cho anh em một trận đấu nào hấp dẫn cả. Nên là hôm nay tôi sẽ đi test con Thủy sư Đô đốc Akanu lần đầu tiên tôi chiến anh em nhá. Lần đầu tiên tôi sẽ test con Thủy sư Đô đốc Akanu anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào xem chi tiết con Thủy sư Đô đốc Akanu luôn anh em nhá. Ok anh em, chúng ta cùng sẽ trở lại với ác của Min Baby anh em nhá. Sở hữu con Thủy sư Đô đốc Akanu này anh em ơi. Đây, Akanu đây. Được chưa? Jeffy test đội hình này thì mắc bẹo anh em ạ. Riêng với cái đội hình này thì đúng là mắc bẹo rồi, mắc ba le. Đâu xem nào. Để Kaido vào đi, Kaido nhìn cho lực. Đây, không, Sabo nhìn được hơn nhé. Sabo trông đẹp đẹp mắt hơn. Mà Kaido nhìn cũng lực anh em ạ. Kaido nhìn cũng lực ạ. Đây, với cái đội hình siêu chất chơi này, Thủy sư Đô đốc Akanu anh em nhé. Lần đầu tiên anh Minh Kiều trên tay con Thủy sư Đô đốc Akanu này. Quá chất chơi anh em ạ. Đây là một nhân vật mà người ta gọi là Oda, gọi là nếu mà Akanu là nhân vật chính anh em ạ. Nếu mà Akanu là nhân vật chính thì sẽ tìm One Piece trong vòng 1 ngày anh em nhá. Sẽ tìm One Piece sự trong vòng 1 ngày luôn. Nên anh em biết là sức mạnh của Thủy sư Đô đốc Akanu mạnh như thế nào rồi. Còn đâu mà bản chất là Thủy sư Đô đốc ở trong con game này vẫn quá mạnh anh em nhá. Nhưng do nó bị dính cái chiêu này anh em ạ. Mọi đòn tấn công gây thêm cho mục tiêu sát thương 10% bằng HP máu của mục tiêu đã tổn thất, được chưa? Nhưng mà nó lại bị giới hạn tối đa không vượt quá 3 lần lực công. Chính vì nó bị giới hạn tối đa 3 không quá 3 lần lực công này nên là Thủy sư Đô đốc Akanu của chúng ta mới bị yếu anh em ạ. Nếu mà con này mà bỏ cái giới hạn này đi nhá, mình nghĩ là con này cực mạnh anh em nhá, cực kỳ mạnh luôn đấy. Để em tôi xem mắc kỹ năng SP của nó là bao nhiêu nào. Thủy sư Đô đốc Akanu 15% HP này, đấm cực kỳ buốt anh em ạ. Này đấm theo phần trăm máu đã mất của mục tiêu này, được chưa? Tổn thương bằng 15% HP, mục tiêu đã tổn thất này. Cái này là cực kỳ là đẳng cấp này anh em ạ. Có nghĩa là ông mục tiêu mà mất càng nhiều máu thì cái lượng sát thương gây ra càng lớn này, được chưa? Quá kinh khủng, nhưng mà nó bị giới hạn mất là 3 lần lực công ạ. Cày thật sự. Thế dẫn đến là fan của chó đỏ như mình là fan phong trào chó đỏ như mình là cũng là hơi đáng tiếc cho Thủy sư Đô đốc Akanu anh em ạ. Để xem nào, Thủy sư Đô đốc Akanu ép cái gì rồi nào. Tịnh hóa này, xuyên thấu này. Thân thể là trâu này. Nhạy bén này. Liên kích này, ok. Ổn, như này là ổn rồi. Mà tôi sẽ lấy tạm đồ của xem Jeffy mang mặc đồ gì nào. Tiện thể tôi xem luôn ác của bác Min Baby là mùa này có nguy cơ giành được chức vô địch nào. Marco này, thân thể là level 4 này, 2244 max này. Con Weevil, Edward Weevil này, thân thể này, né tránh này. Ok. 6 điểm kỹ năng SP này. Kháng bạo giảm tốc này. Nhạy bén lên kích này, ok. Ổn. Còn Sabo. À Sabo để tìm phụ thôi. Đây còn Yamato anh em nhá. Liên kích xuyên thấu này. Chuyên kỳ chấn động này, ok này. Tinh chuẩn này. Chuyên cung nộ này. Tịnh hóa này, huy hiệu phun mặt trời này. Phun công này. Có một chút tốc độ nhẹ này. Máu bao nhiêu rồi? Xem máu có chịu được nhiệt không? Máu có 1,5 triệu thôi, mới với cái mức máu 1,5 triệu này chúng ta vẫn lên build tốc độ thì hơn anh em ạ. Vẫn lên build tốc độ thì hơn.
vẫn nên có tốc độ thì hơn nhá. Cái lượng máu này vẫn là cực thấp, vẫn là quá thấp để chịu được lượng sát thương nếu mà chúng ta chơi cái kiểu là meta full full dam anh em ạ, full dam đấy. Xem Kaido sang nào. Kaido sang địa chấn level 4 này. Thần lực này, chuyên kỳ cuồng bạo này. Xuyên thấu này, chuyên kỳ nhanh nhẹn này. Ok. Tôi sẽ đổi tạm đồ Kaido sang sang cho Akanu nhá. Tôi sẽ đổi tạm đồ Kaido sang sang cho Akanu này. Tôi sẽ đã đổi tạm đồ của Kaido sang sang cho Akanu này. Đồ Huy hiệu Kaido này. Thôi, bộ hiệu cứ để nguyên thôi. Đỡ main đốc sai, đỡ là ngoan loan ngoan mì tôm anh ạ. Trang bị này, ok, đá này. Tốc độ lên kích quá rồi này. Cùng bạo xuyên thấu thần lực à. Ok. Đã ổn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test luôn em Thủy sư đô đốc ở trong rank nhé em nhá. Lần đầu tiên chơi con thủy sư đô đốc Akanu này. Bỏ Sabo ra, Akanu vào. Được chưa? Ok. Sabo. Thôi, chơi team 3 búp vậy đi. Katakuri. Thôi, đội hình này khỏe quá nhỉ. Bỏ tạm Katakuri ra. Không, Katakuri vào búp tứ hoàng đẹp hơn. Đây nhá, chủ yếu là chúng ta sẽ test thủy sư đô đốc Akanu trước thôi anh em ạ. Có thể là sẽ yếu nhá, có thể là sẽ yếu vì và sẽ thua những đối thủ trước đó như là Fury chẳng hạn, nhưng mà chúng ta là chủ yếu là test thử đam của thủy sư đô đốc Akanu và lệ trên tay cái bộ kỹ năng thôi anh em ạ. Thì tôi xem nào, Yamato để đây đi, Wanamako này. Ok, thử trận 1 này, lần đầu tiên trên tay thủy sư đô đốc Akanu 11 sao anh em ạ, nhưng chưa kỹ năng SP này, chưa kỹ năng SP này. Đốt nhá, đốt máu này, một phát chết luôn Luffy này. Thêm đấm nữa này. Otatsumaki. Nghiêm túc VL này. Đấy, nghiêm túc VL này. 1 triệu mốt từ Yamato anh em này. Úi dồi, 2 triệu 3 máu, 1 triệu 9 thường. Đại phương ca này, được chưa? Đây thì chính các bạn này. Bây giờ Yamato nó thổi vào phát là bay cả team này luôn. Yamato thổi đúng phát thôi. Yamato thổi đúng một phát thôi anh em ạ. Mà tôi khuyên là anh em nông dân với dân cày ấy, chúng ta không nên lấy con thủy sư đốc Akanu để ở trong dương UR nhá. Cũng như trong nếu mà trong chương mũi như ý may mắn mở ra thì nên nuôi. Còn lại là thực sự là fan của hải quân thì nuôi cũng được. Nhưng mà chúng ta nên dồn tài nguyên lại cho con Kerot nhá anh em nhá. Dồn tài nguyên lại cho con Kerot nếu mà lấy được Free trong dương UR. Không biết xem ở Việt Nam đã cập nhật thủy sư đô đốc Akanu trong dương UR, không biết tí xem nào. Đây này, quả này xem Akanu nó đốt đâu. Nó đốt Mako anh em ơi. Nó đốt Mako này. Thật sự là thủy sư đô đốc Akanu khắc chế của Anomako cũng khá là căng đấy anh em ạ. Quá thiếu đốt, mất máu. Mất máu theo lượt lượt này. Mako. Mako này. Hai con Mako luôn. Hai con Mako cho đội bạn hiểu luôn. Anh em nhớ like và đăng ký kênh của anh Kiều để chúng ta cùng chờ đón quả kèo anh Zoro mắc kỹ năng SP đầu tiên ở server EU của đến từ Silencer anh em nhá. Sẽ khởi tranh con này này. Đây, 1 triệu 6 hồi chừng 1 triệu 6 máu này. Úi dồi, đấm nhỉ, đấm nhiệt chưa? Đấm quả. Đấm quả theo cái haki lưỡi kiếm cắm xuống mình quên tên rồi. Khi bảo kích vượt qua 60% thì phải.
Và đấm thêm một đòn đánh nữa. Vừa đấm quả 2.1 ạ. Càng thật. Lên kim cương này. Quá nhẹ nhàng. Quá nhẹ nhàng để lên kim cương. Phù đi đều à. Đối thủ gọi là gần gần ngang phèo phù đi. Đấy đốt à. Úi dồi ôi. Đấm thêm đòn nữa này. Thủy sư đô đốc Akanu tạo hình khá chất chơi người rồi các bạn. Bộ vét trắng. Được chưa? Mặt thẹo. Cái vết thẹo là chắc là của, tôi nhớ không nhầm là của Kuzan gây ra thì phải. Vết của Kuzan thế nào sau khi trận chiến nữa. 7 ngày 7 đêm hay 3 ngày 3 đêm nhỉ? Tôi không nhớ, anh em có thể comment lại bên dưới không? Của Kuzan và Akanu diễn ra thì về như nó có vết thẹo là gì vậy? Úi dồi, hồi 2.6 triệu máu gây 1 triệu sát thương anh em ạ. Đấy nhớ Akanu 1.5 triệu này. Chết luôn mà nhá, được chưa? Thủy sư đô đốc bế luôn mà đi này. Nhìn chung là đầu tuần là chúng ta vẫn chưa có cái tiết mục gì gọi là quá hấp dẫn anh em ạ. Chúng ta sẽ đợi có kèo hấp dẫn trong tuần này, bắt đầu từ ngày mai anh em nhá. Bắt đầu từ ngày mai là các cặp đấu giữa xe vào Việt Nam. Thực ra là bắt đầu từ hôm nay rồi, nhưng mà tôi sẽ không quay được cho anh em. Úi dù ôi, 7.5 triệu chết cả tim ạ. Mà tôi sẽ không thể quay được cho anh em vì hôm nay là tôi sẽ đi làm nhé anh em nhá. Nên là bắt đầu từ ngày mai là tôi sẽ gửi đến cho anh em các trận đấu khởi tranh của vòng PVP đấu trường thế giới của tất cả các cụm server anh em nhá. Bây tuần này là sẽ có thêm cả server Trung Quốc nữa. Tôi đã đột nhập thành công server Trung Quốc và sẽ review các cụm top đầu cho anh em xem. Các ông thần 13 triệu lực chiến. Bây giờ 12-13 triệu lực chiến, không biết là đã ông nó đã lên mức 14 triệu lực chiến chưa. Rất nhiều anh giấu ém hàng anh em nhá. Đây Yamato vs với Fury đây. Sư đô đốc Akane vs với Fury. Phải nói là tôi khá thích con thủy sư đô đốc Akane này đấy anh em ạ. Nếu mà anh em nào có điều kiện mà build cho tôi rồi. Đau đấy nhỉ. 8.8 à. Fury này, chết luôn thủy sư đô đốc của tôi rồi anh em ạ. Thủy sư đô đốc khá yếu để chịu những pha rồi. Mà để xem Yamato có cánh lại trận đấu không nhá. Yamato có cánh lại trận đấu này. Để xem siêu tân binh Yamato của chúng ta có cánh lại trận đấu này không này. Bình thường là nếu mà thay con Sabo vào đây hoặc team vào đây hoặc là con Kaido vào đây thì là bên Fury kia là không có tuổi đâu anh em ạ. Cái nịt cũng không có tuổi luôn. Mà đây tôi đang test thủy sư đô đốc Akane này là có thể là sẽ thua Fury nhá. Nếu mà anh em là có điều kiện mà build con thủy sư đô đốc Akane ở trong team phụ đánh với PVP đấu trường thế giới siêu ngon luôn, thật sự siêu là ngon luôn. Hơi bị khỏe, mình đánh giá là hơi bị khỏe đấy. Đấm nội tại đấm theo phần trăm đã mất máu đã mất của đối phương. Mười phần mắc kỹ năng SP là tối đa 15% nhưng mà nó bị giới hạn 3 lượt anh em ạ. Đâm ra là bị yếu. Được chưa? Nó bỏ giới hạn đấy thì con Akane cực khỏe luôn. Đây hồi 1.9 triệu máu từ Mako này. Về Yamato chúng ta sẽ xả bom này. Xả siêu bom địa ngục này. Yamato chúng ta sẽ đi xả siêu bom địa ngục anh em ạ. Cho anh em nào vẫn chưa đã mắt ở Yamato ở Việt Nam này. Chúng ta sẽ xả siêu bom địa ngục này. Vô thị năng nha từ Yamato, quái vật 3 đầu đây. 3.6 triệu này, liên kích phát đây. Ông Ngô liên kích ạ. Sabo đã được hồi sinh, đã đứt và được hồi sinh bằng nội tại của Jeffy đây. Hiện tại team bên trái của mình vẫn đang trụ khá trâu với team của Fury anh em nha. Hiện, theo nguồn tin là bác cá kho đang gấp rút xin về cụm để gặp Moon anh em ạ. Để gặp Moon nhá. Đang gấp rút xin về cụm để gặp Moon. Chúng ta rất hóng chờ nếu như mà Nami chấp thuận cái lời đề nghị cho cá kho về cụm của Moon để đấm nhau với cá kho vs Moon anh em ạ. Hai ông lực chiến gọi là một ông nhất Việt Nam bây giờ và một ông gọi là khủng ở Việt Nam bây giờ anh em nhá. Hai ông mà choạng nhau thì trận đấu sẽ ra cực kỳ hấp dẫn này. Còn ở đơn lẻ hai cụm của hai ông thì khả năng là vẫn đang vô đối, chưa có đối thủ. Oh,
hồi sinh này, được chưa? Hồi sinh Yamato này. Để xem Fury có bế nổi mình hay không. Thì mình đã chấp Fury một tướng rồi. Chấp Fury một quan thủy sư đô đốc Akanu rồi. Vớ vẩn này, hòa. Kiểu này có hòa không? Được chưa? Biết ngay hòa. Biết ngay hòa. Mà cô kéo dài 15 round hòa anh em ạ. Úi giời ơi. Quá toác. Tiếp này. New Gate à? Ấy à. New Gate nè. Ở xe vầy EU cũng có New Gate, ở Việt Nam cũng có New Gate à? Kinh nha. Này đùa này. Một đấm của Akanu. Được chưa? Trái dung nham. Ăn trái magma này. Trái magma là trái hệ công mạnh nhất. Trái hệ công mạnh nhất ở trong One Piece cũng như trong game nhá. Úi dồi, 5 triệu mốt từ Yamato kìa. Đây là Marco. 2 triệu tư này. 2 triệu tư sát thương hồi một tạ máu ạ. Đây là Akanu. Marco này tuột xích. Đây bây giờ Yamato nó ulti phát này. Ulti phát à, đội bạn sẽ bị tuột xích luôn. Được chưa? Yamato bây giờ ulti một phát là đội bạn sẽ bị tuột xích luôn anh em ạ. Đây, Yamato đây. Úi giời ơi, 8 triệu 8 được chưa? Mát luôn. Một đốt của Akanu đây. Nên bạn có 2 con tanh cứng. Đây là Katakuri sở hữu thấu thị tương lai này. Chúng ta rất mong chờ anh Zai Katakuri cũng là một tướng UR anh em nhá. Để nhà phát hành ý ái cho anh Zai Katakuri của chúng ta cũng nên có một tướng UR nhá. Tôi là fan cứng của Katakuri luôn đấy anh em ạ. Fan cứng của Katakuri. Cũng rất mong là trong tương lai Katakuri có thể trở thành thành viên của mũ rơm anh em ạ. Tôi cũng rất mong chờ là, hoặc là đâu đó một là đồng minh của mũ rơm cũng được. Là đồng minh của mũ rơm cũng được nhá. Rất là fan cứng của anh Katakuri luôn. Siêu ngầu ạ. Người đàn ông không để lộ lưng ở dưới trong, chưa từng lộ lưng rồi. Đặt lưng dưới mặt đất khi tham gia các trận chiến anh em nhá. Cho đến khi gặp anh Gia Nam của chúng ta. Được chưa? Cho đến khi gặp anh Lù Gia Nam. Úi giời ơi, toác luôn. 7 củ này. Ok, nhìn chung Akanu của chúng ta vẫn là khá ngon anh em ạ. Khá ngon nhá. Đâu để xem Dương UD Việt Nam nào. Đây rồi, nó đã cập nhật Akanu vào rồi anh em ạ. Mà chúng ta cũng không nên lấy nhá. Nếu mà anh em nên xem lại cái Dương UD bên xe vào Trung Quốc của trong cái clip của Minh Kiều nhá. Việt Nam là nó sẽ đi theo y hệt bên Trung Quốc đấy, nó update y hệt luôn, không khác một tí gì, anh em cứ cố gắng đợi nhá. Để chúng ta một là lấy con Marco, hai là lấy con Carrot nhá. Đều siêu khỏe luôn. Ok chưa? 650 Dương UD này. 283 VS để đợi. À, còn nói về cái sự kiện chiêu mộ tập kết đồng đội anh em nhá. Tập kết đồng đội sau khi kết thúc này thì tôi nghĩ là nó sẽ lại nghỉ khoảng tầm 1-2 tháng, được chưa? 1-2 tháng để xem nào. Đến 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 khả năng nó sẽ trở lại. Ở đấy là có ngày lễ, ngày nghỉ ở Việt Nam nhá. Khả năng vào ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thì cái sự kiện tập kết đồng đội này tôi nghĩ là nó sẽ quay trở lại anh em nhá. Hoặc là không, nó sẽ quay trở lại vào ngày Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 anh em nhá. Nên là anh em xem nhận định của anh Minh Kiều có đúng nhá. Nên chúng ta sẽ lại để lại tất cả các tài nguyên của chúng ta tích lại nhá. Những anh em VIP thì lúc nào cũng có tài nguyên, nhưng mà những anh em nông dân ấy thì chúng ta nên tích lại nhá. Tích lại để chúng ta một ngày nào đó chúng ta đập anh em VIP vỡ mặt luôn, ok chưa? Còn đây là thủy sư đô đốc Akanu của chúng ta này. Quá đẹp mắt, quá kinh khủng tởm luôn. Ok. Để xem bảng xếp hạng của server Việt Nam có cái gì thay đổi không anh em ạ. Vẫn thế là sốc gà này, Moon vẫn giấu đội hình này. Moon giấu đội hình này, cá kho này. Con gà tây này. Cá kho nè này. Nhìn chung là vẫn chưa có gì thay đổi. Thấy bảo bác các kho đang build con sạn gì để vào chôn trong PvP đấu trường thế giới cho nó đỡ buồn anh em ạ. Được chưa? Đầu bạc xì tin là chắc là nghỉ rồi. À, cũng chơi Yamato rồi anh em ạ. Ủa, Yamato gần mắc kỹ năng SP này. Mà vẫn chỉ là một con tốt thí ạ.
Anh dâu bạc xì tin này, anh cần trở lại mạnh mẽ hơn một chút nữa nhá. Anh cần trở lại mạnh mẽ hơn một chút nữa thì sẽ lấy lại vị thế của mình này. Ok. Thế này, ít nhất là anh phải tẩy cái huy hiệu này đi cho em nhá. À, anh phải tẩy cái đá này đi cho em, được chưa? Ok. Clip hôm nay là Minh Kiều sẽ gửi sơ sơ đến cho anh em như vậy thôi. Còn đâu anh em nhớ like và đăng ký kênh cho anh Kiều để không bỏ lỡ một trận đấu nào về anh Giai Zoro mắc kỹ năng SP vào tuần này, trong tuần này, và khởi tranh các trận đấu siêu hấp dẫn từ bắt đầu từ ngày mai anh em nhá. Ok, cảm ơn. Chào tạm biệt anh em. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân này.